Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là hai chiếc iMac M1 2021 mới nhất của Apple các bạn ạ. Chiếc máy này có phiên bản 7G Pro, có giá bán tại thị trường khoảng xấp xỉ 38 triệu đồng, được trang bị RAM 16GB và SSD 256GB. Một phiên bản trang bị công nghệ mới nhất của Apple với màn hình 24 inch thiết kế hoàn toàn mới. Hai chiếc máy này sẽ được giao tại nhà khách hàng tại Indochina, tòa nhà Indochina tại Cầu Giấy các bạn ạ. Và hãy cùng mình tìm hiểu toàn bộ cái công nghệ trên hai chiếc máy này và mình sẽ giao tại nhà. Sau đó thì mình sẽ khui siêu và test qua trên tay cho mọi người để biết hai chiếc máy công nghệ đỉnh cao của Apple nhé. Bây giờ mời các bạn theo mình nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc máy mình giao tại nhà của khách hàng tại Indochina các bạn ạ. Tòa nhà Indochina tại Cầu Giấy các bạn nhé. Một chiếc máy mới lưu siêu thì sẽ có hai hộp, một cái hộp bên ngoài và một cái hộp bên trong. Đây là dòng sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chính vì thế là quý vị các bạn sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của Apple, các điểm bảo hành Apple tại Việt Nam, nên chúng ta dùng hoàn toàn yên tâm các bạn nhé. Và dòng này thì nó sẽ có hai dòng, đó là cái GPU có 7 nhân và GPU 8 nhân. Cụ thể phiên bản của mình đây đang có là với phiên bản GPU là 7 nhân các bạn ạ. Có giá bán là xấp xỉ 38 triệu đồng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ khui hộp nhé. Đây, siêu phẩm của thế giới đấy các bạn ạ. Lần đầu các em trai mở có vẻ như hơi run. Màn hình của máy là 24 inch nhưng thực tế của nó là 23,5 inch thôi các bạn ạ. Ở nhà khách hàng hơi sáng các bạn ạ, và hôm nay thì mình quay bằng cam điện thoại di động nên có thể hơi rung một chút thì mọi người thông cảm nhé. Và với phiên bản iMac mới M1 thì nó sẽ tích hợp thêm cái sạc các bạn ạ. Trong khi đó các phiên bản cũ là không có sạc. Vâng, thưa các bạn, là công suất của sạc là 143W các bạn ạ. Giao tiếp qua cổng sạc Type-C các bạn nhé. Còn đây là con chuột này, nó là Magic Mouse. Cái này hỗ trợ cảm ứng lực các bạn ạ và cắm sạc được. Và mỗi lần sạc của chúng ta có thể dùng từ 15 đến 20 ngày. Và thậm chí nếu các bạn dùng ít còn hơn. Còn đây là keyboard 2 này các bạn này. Cũng dùng sạc các bạn nhé. Cũng không hiểu sao cái bàn phím của Apple, của dòng iMac ấy, thì nó lại không có led phím. Bên trong thì nó có quả cáp cho mọi người. Vâng, thưa các bạn, là máy sẽ có 7 màu các bạn ạ. Màu đầu tiên là màu xanh này các bạn này. Màu vàng các bạn nhé. Vàng với cam đều có này. Màu hồng, xin lỗi các bạn, là màu hồng. Đây là màu tím này. Các bạn ơi, màu blue là màu xanh nước biển các bạn ạ. Còn màu cuối cùng là màu silver, là màu trắng bạc các bạn nhé. 7 màu luôn. Các bạn chú ý thì mặt sau của chiếc máy thì với phiên bản có 4 cổng thì đồng nghĩa việc đó là phiên bản có 8 GPU thì chúng ta sẽ có 2 cổng Thunderbolt 4 và USB 4. Trong khi đó thì nếu mà phiên bản 7 GPU thì chỉ có 2 cổng thôi. Cổng này thì với giao tiếp ra bên ngoài lớn nhất bây giờ lên đến 40GB một giây. Các bạn để ý cái phím bật nguồn đúng không ạ? Cái bật nguồn này nó sẽ tích hợp cả cái vân tay để các bạn có thể mở máy bằng vân tay nhé. Còn phần bên sườn thì các bạn sẽ thấy đây là jack 3.5 để các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Kích thước của máy đó là 54 × 7 các bạn ạ, và 46 × 1 và 1.15cm dài, cao và độ dày các bạn nhé. Trọng lượng tổng thể của máy đó là 4.46kg, tính ra là nhẹ hơn rất nhiều so với phiên bản iMac đời cũ các bạn ạ. Ở đây thì mình tìm hiểu thì máy sẽ được trang bị công nghệ như là Wi-Fi 6, tương thích tất cả các chuẩn Wi-Fi có tại thị trường Việt Nam, và Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.0. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công nghệ màn hình trên chiếc máy này nhé. Bây giờ là mình sẽ active chiếc máy ra trước đã các bạn ạ. Mình sẽ active máy này. Chào ơi, các bạn thấy là chiếc máy rất mỏng luôn. Và cái màn hình thì các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ hơi vuông, và mình liên tưởng đến những chiếc iMac mà được sản xuất từ niên hạn là 2005, 2006 thì nó có kiểu vuông vuông như này. Cái camera bên trên của máy đã được nâng cấp lên là 1080. Các bạn có thể quay phim, chụp ảnh và hỗ trợ đến 3 mic, nó sẽ thu tiếng. Chất lượng âm thanh của mic cũng sẽ rất là tốt, rất là trong. Sẽ hỗ trợ các bạn gọi điện FaceTime, cũng như các bạn có thể chat zoom, học và làm việc online đều rất là ok. Màn hình có độ phân giải là 4.5K, 4480 × 2520 các bạn ạ. Độ sáng 500 nits và hiển thị 1 tỷ màu. Mật độ điểm ảnh của nó là 218 ppi các bạn ạ. Giải màu P3 các bạn nhá, và hỗ trợ công nghệ chi tông, cũng nghĩa là cảm biến theo môi trường. Ở đây thì mình đang test ổ cứng này, các bạn có thể nhìn thấy tốc độ đọc và tốc độ ghi của ổ cứng của máy này. Chất lượng âm thanh của iMac của dòng này phải nói là cũng vô cùng tuyệt vời các bạn ạ. Nó trang bị bên trong rất là ok. Bây giờ thì mời các bạn tìm hiểu về phần cứng bên trong nhá. Mình sẽ lấy thông số từ nước ngoài bởi vì mình cũng không đủ trình độ để mình mở cái màn hình ra, nên chúng ta sẽ không nhìn thấy bên trong của máy. Còn bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu này. Các bạn ơi, đây là hình ảnh mà một review nước ngoài họ đã mở chiếc máy này ra nhá. Các bạn có thể thấy là phần bên trong của nó thì gần như là rất là mỏng và rất là nhiều cáp. Ở đây thì mình tìm hiểu thì nó có hai phiên bản, nếu mà phiên bản 7 GPU ấy thì chỉ có một quạt tản nhiệt,
Trong khi đó với phiên bản 8 của Apple sẽ có hai quạt tản nhiệt như này. Và gần như các linh kiện bên trong này các bạn thấy là onboard hết. Đây bây giờ thì mình sẽ mở sâu, mình xem họ mở sâu ra hơn thêm nhé. Cái này vừa là tản nhiệt vừa là tốt mà che chắn các linh kiện bên trong. Đây bây giờ mở cái phần này ra là chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ bo mạch chủ bên trong. Các linh kiện bên trong từ ổ cứng và mọi thứ thì các bạn thấy là onboard hết. Đây các bạn sẽ nhìn thấy bo mạch của nó này. Quạt này. Đó, con CPU đấy các bạn ạ, các bạn nhìn thấy CPU bên trong không? Hai quạt này. Tất cả những linh kiện từ RAM, đấy, CPU, mọi thứ onboard hết. Nên các bạn khi các bạn chọn máy các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu. Máy chạy chuẩn RAM DDR4 các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái công nghệ mới nhất trên chiếc iMac M1 phiên bản 2021 nhé. Đầu tiên đó là màn hình Retina 4.5K 24 inch với gam màu P3 lên đến 1 tỷ màu, độ sáng là 500 nit. Còn với công nghệ CPU mang đến thì với hiệu năng cao với GPU 8x và GPU 7x 8 lõi các bạn nhé. Thiết kế chỉ mỏng có 11.5mm, màu sắc thì các bạn thấy là có 7 màu. Trong khi đó thì camera được nâng cấp lên là 1080p. Đó, có chất lượng tốt hơn, quay phim, chụp ảnh và các bạn có thể gọi FaceTime rất là nét. Mic micro thì các bạn thấy là nó có đến 3 mic bên trong. Hệ thống âm thanh của nó 6 loa, trải nghiệm âm thanh phải nói là cực kỳ chất lượng cao. Bộ nhớ lưu trữ thì các bạn sẽ có tùy chọn từ SD 256GB, 512GB, vân vân. Nếu phiên bản giá rẻ thì chúng ta sẽ có hai cổng Thunderbolt và nếu mà phiên bản 8 GPU thì sẽ có thêm hai cổng USB. Ở đây chúng ta sẽ có bàn phím và keyboard 2 tích hợp mà còn chip bảo mật vân tay. Hệ điều hành thì các bạn thấy là hoàn toàn mới các bạn nhé.